Chào mừng Mai Chích chào bon. xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên vườn Mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái lô Mai dẫu thủ đức cả nhà Wow, lô này thì được tầm khoảng 1.000 gốc nha Tầm được 1.000 gốc á cả nhà Đây, ờ, cây của lô này thì nó rất là mập nha Cốt nó rất là to Trời ơi, cái nè, cái cốt nè Củ nó là ra số là củ nở nha cả nhà Cốt đây, tất cả đều được uống dáng lông và cốt bụ trà bá luôn nha cả nhà ơi Đây, đây cả nhà nhìn nè đó đế ghê không đó đây ha rồi chúng ta hãy đi tới để xem cái cây này lô này nó như thế nào nha quá đẹp nó đều trang luôn cả nhà chiều cao của nó là tầm khoảng 50 mươi đây củ của nó đây đa số là củ nở trò cái này giờ củ nở về chúng ta trồng á cả nhà đa số là mấy cái củ này nó nở lên nhìn rất là đã luôn ha đây rễ nè hiếu rồi này nở không dài ok luôn đây hoa nó là hoa 82 cánh bông chùm nha cả nhà Nhưng mà dòng giả thủ đức thì uh, hoa nó uh, uh, Cái cái form của nó là form hình Parabon Còn hôm nay em giới thiệu chúng ta Cái hàng mai dã phủ tân nó sẽ là form hoa tròn Ở đây cả nhà ơi Rồi bây giờ đang chuẩn bị uh, rút hàng về để giao cho khách đây cả nhà Rồi lụa luôn đi anh hai lụa đi anh hai Nè lấy mấy cây bự về giao khách nha khách ơi Ôi trời ơi rồi bể chậu luôn rồi Rồi củ nở nha Củ nở uống dáng nha Chiều cao nó khoảng 50 cả nhà 50 nè cắm cây này cho em cái Cây đây cả nhà Cây rất là to, rất là bự nha à, Ngược ánh sáng Rồi à, dỡ thêm một số cây ờ à, nè, qua đây nè anh hai Trời cái cây này nó bự Qua đây nè Đó cả nhà Đây nè, cái củ nè Ôi, củ này to lắm nha cả nhà ơi Củ bự trà bá luôn nha Rồi, cái này em bán 250 cây thôi nha cả nhà hai cây thì bên em sẽ Reset cho chúng ta nha Rồi lựa luôn đi anh hai Ồ bên đây có mặt hoa nè Hoa quá trời nè Đẹp nè Đây đây em sẽ cho cả nhà mình xem hoa của giả hôn đức nha Đây ô ô cái hoa cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi Hoa 8 tới 12 cánh bông chùm nha cả nhà Đó đây Hoa nó hình parabol và màu vàng tươi đậm rất là đẹp luôn Hoa rất là to ha đây đây là dòng giả thủ đức nha cả nhà ơi hoa đẹp quá rồi ai thích cái dòng giả thủ đức này thì hãy alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà cây rất là đẹp nè bây giờ đang rút về luôn nha đang rút về để giao cho quý cô chú anh chị luôn à, chỉ với giá là hai trăm rưỡi một cây thôi hai cây thì bên em sẽ reset cho chúng ta đó lựa mấy cây bự này không nha cả nhà đó lựa mấy cây bự không nha rồi ai thích thì sao nào alo cho em nha cả nhà ơi